Tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng có tổng chiều dài 167 km, được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1970. Trên tuyến có tổng số 60 cầu, bao gồm 1 cầu đặc biệt lớn, 4 cầu lớn, 9 cầu trung và 46 cầu nhỏ. Trong đó, cầu Long Biên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được sớm cải tạo sửa chữa để đảm bảo an toàn tàu chạy. Các cầu còn lại cơ bản đáp ứng được yêu cầu khai thác. Bên cạnh đó, trên tuyến còn có 8 hầm với tổng chiều dài 1.992m, được thiết kế với đường ray cũ, tả vẹt bê tông thường, nên cần được đầu tư, thay thế nhằm đáp ứng tốc độ khai thác và nhu cầu vận tải ngày càng tăng của tuyến. Trước thực tế này, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất lập dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Dự án sẽ đầu tư các hạng mục như nâng cấp, cải tạo kiến trúc tầng trên, cải tạo cục bộ hình diện, nâng bán kính đường cong tại các điểm nghẽn về vận tải, đảm bảo an toàn chạy tàu, gia cố cải tạo cống, hệ thống thoát nước và nền đường yếu. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.238 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2026 đến 2031.